giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu trong Matthew thứ hai, Matthew Mires, round đầu Piston, và như vậy là cách biệt của team Faceland sang người bắn City sai trước. Vâng, di chuyển đến 4 người ở khung mid rồi. Sẽ làm đúng di chuyển ở jungle hay không? Flamey vừa rồi đã yêu máu. 4 HP đến từ Flamey. Olofmeister đang giữ B-shot. Rồi Olofmeister đang check góc khá cẩn thận. Và cách biệt team nào vì vẫn đang chờ đợi. Có vẻ như là một thú đánh mid to B chăng? Hầu rất đông người ở khung B-shot rồi. Có vẻ như sẽ là thú đánh mid to B. Olof headshot the Sheeple. Vâng, vừa rồi sẽ là ông tăng một màu side B. Double kill cho Olofmeister trên cái đạp dùng Edward. Tình huống giờ đang là 4v3. Đã có một người móc ở khu vực đi sai. Trong khi đó Edward vừa ăn một viên P2000 vào mồm. Và giờ thì bên phía Navi chỉ còn lại hai player mà thôi. Nico hạ gục được Captain Zerg và trở lại một mình Electronic đã lộ vị trí. Rất khó, Electronic có một mạng Guardian nhanh trở lại 15 HP. Và tỷ số bây giờ là 1-0 dành cho cách biệt của team Faceland. Lần đầu tiên trong trận đấu game này, Faceland giành chiến thắng trong round đầu Piston. 1-0 rồi, Faceland đang bắn rất tốt ở bên phía CitySide trong map thiếu này. Và người lập công đó chính là Olofmeister. Không có một cái ace nữa dành cho Flamey rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo. Một cái full buy dành cho Faceland. Farmat, M4, Guardian chủ động bắn P250 giữ tiền để lên off. Navi trong round thi đấu này chỉ lấy eco thôi. Suy nghĩ rất lâu cho Simple lên off giáp 2. Vâng, có vẻ như Simple hơi cáu khi off mà phải vào mồm. Deagle giáp 2 Deagle, mà Deagle. Sao anh nghe mày nói là off nhỉ? Em nói là Deagle giáp 2. Ôi chết tai, dạo này gặp vấn đề rồi. Anh em thông cảm. Vâng, giờ chúng ta sẽ quay lại với round đấu rồi. Simple có vẻ như hơi tự tin mà cả Electronic cũng vậy. Vâng, nếu như này là phải eco 2 round nhưng mà eco 1 round đâu. Chúng ta cũng chờ xem liệu quyết định của Simple và Electronic có là đúng đắn. Có vẻ như hai player đang muốn chứng minh khả năng skill tay to của mình. Bây giờ sẽ là một tướng stack lên jungle. Guardian đang người solo jungle với một khẩu P250 mà thôi. Đã nhìn thấy chưa đây? Electronic đang bị bắn và giờ thì Guardian sẽ rất khó chịu đi từ Guardian. Guardian vả bóng Simple rồi. Nhờn với anh là không được, Guardian cũng không mua Ripple. Nico bắt được Flamey. Và giờ thì bên phía Navi chỉ còn lại 3 player mà thôi. Nhưng vẫn có một player di chuyển vào jungle. Bây giờ Guardian sẽ làm gì đây? Tham minh của Guardian phát hiện ra đối phương, double kill dành cho Guardian. Và giờ thì Electronic hạ gục Edward và tỷ số là 2-0 cho Faceland. Hai player lên Deagle giáp 2 nhưng lại bị một player bắn P20 bắn chết cả hai. Rõ ràng cái câu chuyện nó đang diễn ra có phần là hơi đau đớn. Đúng, chính xác. Vâng, súng xịn, giáp cũng xịn nhưng lại không bắn chết được Guardian. Vâng, P250 và bây giờ thì có tướng lên off. Vừa rồi là tôi bảo là Guardian chỉ mua P250 để lên off. Còn đâu... Thôi, tao đã bị mày lừa rồi. Trời ơi, tôi rõ ràng tôi nghe thì nó bảo off và nó lại bảo là Nico. Tôi tưởng tôi sai cơ anh em ạ. Tai tôi có vấn đề nhưng hóa ra không phải. Thằng mình thì toàn nói linh tinh rồi. 2-0 dành cho Faceland và giờ đi Navi. Wow. Như vậy lại làm rau hát bài nữa đến từ Navi. Nhưng Simple với Electronic sẽ là những người yếu tiền. Lần này thì đến lượt Simple với Electronic không có giáp. Vâng, có vẻ như đang muốn chiếm mid rồi. Chúng ta cũng chờ xem Guardian thì đã có off. Quyết định back về để kê thẳng khu vực Ram. Đổi ca và Nico sẽ là người chuyển ra bắn mid. Các thành viên của team Faceland đang bắn theo kiểu bỏ hoàn toàn khu vực mid. Và giờ thì Flamey sẽ đối đầu với Nico. Smoke window sẽ ném ra. Vâng, Nico vẫn đang một quả flash là khá tốt và Nico bắt được Flamey rồi. Teamwork của Faceland là khá hay trong round đấu vừa rồi. Flash được ném ra đến từ vị trí của Guardian và Nico là người pick người. Vâng, và giờ thì các thành viên của bên phía team Navi họ mất đi vị trí Flamey từ rất sớm. Vâng, trong round thi đấu này Faceland đang có 2B. Ui, Sipo sao lại biến thành Captain Zerg em ạ? Anh vừa nhìn thấy Sipo biến thành Captain Zerg xong bị lỗi. Có vẻ như đổi máy cho nhau hay sao ấy. Vâng, thảo nào nãy Captain Zerg tự nhiên đoạn cuối bắn hay thế mà Sipo trận vừa rồi bắn không qua bay. Và giờ thì sẽ lập tức đánh vào bom xanh B. Sipo đang muốn pick người chưa thể được. Vâng, các player của bên phía Faceland đang bắn khá là an toàn. Họ vẫn đang lùi sâu trong bom và giờ thì đang cuộc đấu súng trên cung lầu B. Arena bị cấu máu rồi và giờ thì sẽ làm chúng ta vào bom CB. Lửa được trả ra là rất khéo và giờ Edward đi qua lửa luôn. Rất cục sức, Arena nằm xuống như Lopister đổi được mạng Edward rồi. 4v3. Bom có vẻ như đang được cầm ngược về A chăng? Một tiếng di chuyển rất nhanh về khu bom xe A. Arena đang là người solo A tiếng này. Vâng, sẽ cố gắng đặt bom với từ Simple. Bây giờ thì Simple đang cố gắng đặt bom. Một tiếng đặt bom rồi, Simple, một pha cái cho Simple rồi. Đặt bom với City, đục là rất nhiều. Và giờ đang làm tiếng nhặt súng, Nico bị bắn yếu. Và giờ Nico nằm xuống rồi, nhưng Nico đã đổi được một pha. Simple có vẻ như đã lộ vị trí chăng?
Chúng ta cũng chờ xem tình huống 2 viết 2 và cơ hội cho Davi đang là có nào này. Và Olofmeister hình như đã nghe thấy vị trí di chuyển của Captain Zerd. Giờ thì Guardian sẽ làm gì đây? Guardian không đoán được vị trí của Simple. Vâng, Guardian hình như đã lộ tiếng rồi. Guardian đang có off và giờ thì Guardian không hề biết Simple ở đây cả. Và giờ thì Guardian nằm xuống. Chỉ còn lại một mình đó là Olofmeister thôi. Olof đổi đồn mạng nhưng tham hình sẽ là không đủ. Và tỷ số chắc chắn sẽ là 1-2 cho Na'Vi. Na'Vi đã giành chiến thắng trong một round hát bài. Rất bất ngờ. Và lỗi rất lớn đến vừa rồi thuộc về Rain. Vâng, thậm chí là Simple mua Deagle mà không có giáp nữa. Tăng vào sai, một tình huống tạp quá tốt. Round thắng đến với các thành viên của bên phía team Na'Vi. Chúng ta xem lại pha tap Deagle cực kỳ tím của Simple. Vừa rồi thì Guardian đã không hề đoán được vị trí của Simple. Các bạn thấy 1-2. Và round sau thì bên phía của team Fakeland có lẽ sẽ Eco thôi. Vẫn sẽ phải Eco thôi. Hoặc có thể sẽ là mua lục hưng không giáp. Như vậy quyết định đúng là rồi. Sẽ là một round bắn lục không giáp. Chúng ta cũng chờ xem. Vẫn là những tiếng ra mid đến từ Na'Vi. Sipo đang kê trước. Và giờ Nico vẫn đang có những tiếng di chuyển rất tự tin với cầu Nico. Nico round này thì có smoke và có cả giáp 1. Trong đó Rain đang đẩy được round. Na'Vi đang bắn theo phong cách rất chậm quen thuộc của mình. Trong khi đó thì từ đầu trận đấu giờ thì Fakeland họ luôn không có người jungle. Đó là lý do tại sao mà họ từ đấy giờ không hề có lòng tin. Vâng, và giờ thì các thành viên của bên phía team Na'Vi họ đang có ý đồ chiếm mid. Di chuyển ra 3 mid rồi. Fakeland bỏ mid hoàn toàn. Một round thi đấu mà Na'Vi sẽ có cơ hội để gỡ hòa. Có lẽ sẽ nhặt bom và bách về cục bom sai B. Hiện giờ thì đang stack 3B đến từ các thành viên Fakeland. Stack nhau ở ghế đá để nhìn lên khu vực apartment. Fakeland có lẽ là họ muốn thủ chắc cục bom sai B trong round thi đấu này. Fakeland từ nãy giờ vẫn chưa đưa ra quyết định họ sẽ đánh vào đâu. Vẫn đang là 4 người di chuyển ở khu vực mid. Vâng, vừa rồi thì bên phía là một thành viên của team Fakeland đã phải trả ra quả smoke cuối cùng của mình. Và giờ thì họ sẽ hết bo. Nếu là một tình huống đánh mid 2A thì rất khó để thành viên team Fakeland có thể thủ được. Fakeland đẩy hai ra, nhưng Na'Vi sẽ đánh mid 2B hay mid 2A đây? Mid 2B thì phải rồi. Tất cả đều đây đang di chuyển lên cục B shot. Và giờ thì chúng ta hãy chờ xem Nico đâm số B lên chuẩn nick. Đã lộ vị trí Edward có mạng của Aren nhưng vẫn còn đó vị trí Guardian. Simple bắt được Olofmeister. Và giờ thì Guardian bắn lỗi skill và tỷ số chắc chắn sẽ là 2 đều dành cho khách điểm team Na'Vi mà thôi. Fakeland đã để thua một kill round và giờ thì họ lại thua thêm một round đấu nữa. 2 đều và round đấu sau thì chắc chắn là Fakeland sẽ có thể full buy đầy đủ. Olofmeister có lẽ sẽ là người drop off cho người đội Guardian của mình. Vâng, rơi ọp vào tay Simple, nhất là trong map Yomi Red này nó rất là khó. Và giờ thì Rain lộ vị trí của mình rồi. Rất khó khăn, chắc chắn là vị trí của Rain nằm xuống. Edward là người có mạng, double kill cho Edward trong round thi đấu này. Hai đều dành cho Na'Vi. Rất căng thẳng ngay từ những round đấu đầu tiên. Vâng, ngày hôm nay thì em thấy rằng cái trận đấu giữa Na'Vi và Fakeland đang khá là cần kèo. Bên phía của team Fakeland họ có những ngôi sao và bên phía của Na'Vi cũng vậy. Mặc dù Simple từ đầu trận giờ thì chưa phải là thi đấu quá nổi bật, nhưng vẫn còn đó những cái tên như Flamey hay là Electronic. Đặc biệt Electronic luôn luôn có những cái mạng quan trọng để giúp cho các viên team Na'Vi có được lợi thế ở khoảng thời gian cần thiết. Lửa được ném lên và Electronic định bắn láo nhưng không được rồi. Nhưng Flamey bắt được Guardian ở mid. Khá bất ngờ khi mà Guardian là người kê họp trước. Trong đó thì sẽ có một cuộc đấu súng trên cuộc lầu B. Quả lửa là rất khó chịu. Vâng, Aren đang là người bắn lầu B, nơi mà Karrigan bỏ lại. Trận trong cái round đấu phóc bài, Aren chính là người mắc lỗi. Giờ Nico đang có off rồi. Trong bom đang là vị trí của Rain. Nico vừa rồi đã dính quả bom lửa. Và chúng ta hãy chờ xem Nico có vẻ như nó sẽ xin flash của đồng đội. Vâng, có flash ném ra hay không? Flash sẽ ném ra, Simple headshot được Rain ở trong bom. Khó rồi. Rồi Nico sẽ làm gì đây? Lộ tiếng đến từ Nico. Và có vẻ như round thắng thứ 3 đang đến rất gần với các anh viên của team Na'Vi. Vâng, có lẽ sẽ phải là xếp súng rồi. Không thể bắn được nữa rồi. Mất trọn vẹn cùng bom sai A. Đặt bom thoải mái cho Na'Vi trong round thi đấu này. 3-2. Fakeland đi xếp súng. Round sau thì sẽ làm round thi đấu mà hai thành viên chết chay trong round thi đấu này mua thôi. Ông anh nghĩ rằng round sau thì cái viên Fakeland họ sẽ eco thêm một round đấu nữa. Vâng, mặc từ là một team có lợi thế nhưng Fakeland họ lại đánh mất lợi thế của mình khá là nhanh chóng. Một round half buy. Vâng, rõ ràng là những cái quyết định lên off của round half buy anh thấy rằng nó không quá hiệu quả của Guardian. Một tiếng mà Guardian có off và không làm được gì. Và round đấu vừa rồi thì Guardian lại chết chay một lần nữa. Giờ Electronic đang đi bắt súng và quả smoke này sẽ khiến cho vị trí của Electronic trở nên xấu hơn. Chúng ta cũng chờ xem. Quay đối phương vào khu bom say B nhưng ở trên lầu B.
Aren vẫn đang góc đứng đẹp, có lẽ sẽ không quả flash được bốc ra đến từ vị trí của bộ đôi đang di chuyển trên lầu B. Và vừa rồi là một quả nết khá đau. Bây giờ thì Aren sẽ gặp khó khăn, rất nhiều bom ném vào vị trí của Aren. Và rồi thì Aren vẫn đổi được một mạng, phía sau vẫn có Playme và ngay lập tức thì Playme bắt được Aren rồi. Giờ thì sao đây, không có thêm mạng dành cho các thành viên của team Na'Vi và tỷ số bây giờ là 3-2 dành cho Na'Vi rồi. Vâng, 3-2 dành cho Na'Vi. Suýt chút nữa thì Aren, có vẻ Aren vừa tham khẩu AK và Flame cover rất tốt. Trong round thi đấu này các thành viên của Face Clan chắc chắn sẽ bị eco. Na'Vi sẽ có cơ hội để bỏ thêm khoảng cách với Face Clan trong round thi đấu này. Face Clan họ đang gặp vấn đề và cái vị trí mà họ đang gặp vấn đề đó chính là vị trí mid. Và những round thua đều đến từ khu vực mid này rất nhiều. Một cái round đánh mid to be fake sau đó thì cảm thấy không vào được B nữa thì các anh viên của team Na'Vi di chuyển về A. Và việc Face Clan họ không bắn bất kỳ một người nào ở khu vực jungle và connector đã khiến cho họ không có tin. Rất bị động khi mà đội hình của Face Clan họ quá lùi sâu. Từ nãy giờ em thấy rằng Face Clan họ luôn bắn solo một người mid mà thôi. Và Guardian khi mà chết chay một cái là Face Clan họ không biết phải làm gì. Đây sẽ là một round eco của Face Clan. Vâng, dẫn trước 2-0 và đang bị lật ngược lại 3-2. Tuy nhiên thì hãy nhớ rằng map Mirage này cả hai team Face Clan và Na'Vi đều là những team bắn bên phía T-side tốt. Không, Na'Vi là một team bắn T-side tốt, còn Face Clan thì không hẳn là một team bắn T-side tốt. Vâng, giờ thì có vẻ như là một bắn láo rồi, bắn trượt đến từ Nico và ngay lập tức anh phải trả giá. Mất người rất nhanh, vừa rồi Electronic đã có mạng với quả flash là rất tốt. Electronic băng qua smoke luôn, double kill cho Electronic rồi. Các viên của team Face Clan đang gặp một lối chơi nhanh, rớt hàng không được lên mà quá khó khăn. Có vẻ như round thứ tư sẽ được các viên của team Na'Vi mà thôi. Vâng, kịch bản đang rất giống so với trận đấu trước. Rất khó khăn, vừa rồi thì Face Clan hai thành viên còn sống còn lại muốn đang đi giữ mạng. Cùng với đó là vị trí của Guardian đang đẩy rồi, chắc chắn là lộ tiếng. Vị trí của Edward có cái đầu của Guardian và chỉ còn lại một mình Unred ở CT thôi. Simple muốn cương bằng Deagle nhưng Flamey đã xuất hiện rồi. Nhưng tình huống bắn rất khó chịu vào round thắng thứ tư dành cho Na'Vi. 4-2, Electronic có double kill trong round thi đấu này. Rất khó khăn dành cho Face Clan. Các bạn thấy rằng rõ ràng các viên của team Na'Vi đã chuẩn bị rất nhiều. Vừa rồi là một quả flash rất chính xác với mặt làm mình. Thêm một tiếng băng qua smoke với một quả flash tốt nữa. Hai player cầm súng ở bom xe A chết quá nhanh. Và không hề có cơ hội cho các viên của team Face Clan trong round đấu vừa rồi. Có vẻ như họ đang bị đối phương bắt bài về lối chơi. Và round đấu này thì Face Clan sẽ có một round full bài. Không biết rằng họ sẽ làm thế nào để chống đỡ đây. Guardian tiếp tục có off và tiếp tục anh ra khu vực window. Nhưng lần này thì góc nhìn của anh đã bị che đi. Một quả smoke che khu vực gần và một quả smoke che ở vị trí window. Vị trí của Guardian đang trở nên phế hơn và anh bắt buộc phải bỏ khu vực window này. Như vậy là Guardian bắt được Flamey rồi. Vâng, một pha kê trực diện lên cục lâu A. Vừa rồi Flamey có vẻ như di chuyển là hơi ngây thơ. Nico giờ sẽ là người giữ khu vực mid. Nico sẽ giữ connector này, nhưng Nico không hẳn là một mẫu player bắn tốt ở vị trí khó. Đây là một vị trí cần những player có tham mình chuẩn và cực kỳ quái. Trong khi đó thì có vẻ như điều đó không hợp lắm cho với Nico. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, khu vực mid rất quan trọng cho map thi đấu Mirage này. Simple đang kê chắc chắn ở window rồi. Nico không thể di chuyển ra được. Và giờ đấy Electronic quay trở lại khu vực mà các thành viên của bên phía Na'Vi rơi. Vị trí của Flamey. Round thi đấu này thì Na'Vi họ có vẻ như đang muốn đi midway. Và giờ thì Simple bắt được Nico. Đúng như những suy đoán mà Simple đã đoán được trước đó. Lại nhảy lên trên khu vực lầu A. Ren đục chết được Electronic rồi. Connector đang di chuyển lên rất đông người. Và giờ thì các thành viên ở Face Clan đỡ kiểu gì đây? Ren chỉ còn có mình được một máu thôi. Nhưng Ren chính xác là Guardian có mạng của Simple. Vị trí của Guardian đang cần phải cover tốt. Vị trí của Ren bị hạ gục bởi Zeus 2v3. Các thành viên của bên phía team Na'Vi đang mất đi 3 người rồi. Lợi thế hơn người cho Face Clan. Và giờ thì Guardian bắt điếu được Captain Zod. Cơ hội là đây, 20 giây còn lại và cuối cùng thì đó là Hollow Buster. Và lại là sự tỏa sáng của Guardian. Triple kill trong round thiếu đây. 3-4 cho Face Clan. Có vẻ như là cái vị trí Aram phù hợp, vị trí City Side này hợp với cả Guardian hơn. Khi mà anh đã bắn hiệu quả hơn rất nhiều so với cả vị trí Window. Em thấy rằng Guardian bắn Window thì chết chay hơi nhiều. Nhưng bắn được vị trí T này thì rất khó chịu. Và vừa rồi chúng ta xem lại một tình huống mà vâng, đó là một tình huống mà Rain rất bất ngờ hạ gục được đối phương. Bây giờ thì lượng tiền mà cách điểm team Na'Vi đang còn vẫn là rất nhiều. Vẫn có thể full buy thêm vài round đầu nữa chứ không phải là một round. Vâng, Guardian tiếp tục ra mid ở thời điểm đầu. Các bạn thấy nãy giờ Guardian không hề một tình huống ném lửa nào để khiến cho quả smoke đối phương lỗi.
khá là bất ngờ khi mà Guardian, vâng, như vậy là Guardian không hề có lửa. Đó là lý do tại sao anh không đem. Trong đó Nico có vẻ như thích đẩy mid, nhưng rõ ràng là những tình huống đẩy mid của Nico từ nãy giờ đã bắt đầu bị bắt bài. Đã một lần Nico bắt được người, nhưng lần này thì rất khó. Vâng, Guardian đã bách về City. Lần này thì anh không giữ khu jungle nữa, và điều này sẽ khiến cho Simple không thể pick được người. Vâng, và Simple sẽ là người gặp khó tình huống này khi Rain đang đẩy lên đây rồi. Đã lộ súng rồi và xong. Simple là người đầu tiên phải nằm xuống trong round thiếu này. 5v4. Co-op nòng rất là dài. Dài. Và vừa rồi Rain là người đã nhìn thấy Simple trước. Bây giờ thì bên phía Navi chỉ còn lại 4 player. Họ đã mất đi một player rất quan trọng. Quyết định đánh A hay đánh B đây. Bom đang giữ ở khu A round. Nhưng thời gian dành cho Navi vẫn còn là đủ. Có vẻ như sẽ làm đúng đánh vào bom xe A. Navi vẫn còn đủ bom để set bài của bom xe A. Một smoke city và một smoke che connector sẽ là hợp lý. Vâng, di chuyển của underpass nữa đến từ vị trí Captain Zerg. Hai người của bên phía team Navi sẽ vào connector trong round thiếu này. Đội hình của FaZe Clan đang là đẹp. Vâng, bắt đầu có smoke được trả vào rồi. Và bây giờ thì FaZe Clan đỡ kiểu gì đây? Nico đang chọn một góc cường skill và không có flash. Vâng, bây giờ thì Nico có mạng. Trước đó thì Guardian có cho mình mạng Captain Zerg. Electronic đổi được Guardian 2v4. Và bây giờ thì vị trí ở Ren hạ gục thành công được Flamy. Cuối cùng thì Nico vả mồm được Electronic đem về round thắng thứ 4 rồi cho FaZe Clan. Một round thi đấu mà Guardian bắn đến hai hướng, cover cả cho Nico và cover cả cho vị trí của Ren nữa. Rõ ràng là Guardian đang bắn rất chủ động. Và có vẻ như cái vị trí CD side này là vị trí sở trường của Guardian. Bây giờ thì Navi bắt đầu gặp khó rồi. Tiếng thăm mình rất tốt đến từ Guardian. Tỷ số đang là 4-4. Hai team vẫn đang giằng co nhau từng round đấu một. Và giờ thì chúng ta sẽ đến với một round full buy nữa của Navi. Vẫn còn rất nhiều tiền dành cho Navi. Vâng, vẫn làm quả smoke window. Và giờ thì có đâu off mid hay không đây. Ta thì thấy rằng từ nãy giờ thì bên phía của cách viên team Fakeland, họ không hề ném một cái bom lửa để làm cho smoke window này lỗi. Nico đang muốn đẩy mid nhưng cần phải có flash cho tiếng này. Sipo đang kê rất đẹp và giờ thì sao đây, một mạng dành cho Nico. Sipo đã đá nhân, không có double kill rồi. Edward đổi mạng là rất nhanh. Vâng, Edward mặc dù già nhưng anh vẫn đang cho thấy phong độ mình là tốt đến như nào. Bây giờ thì Guardian bắt buộc phải bỏ khu vực window. Nate sẽ được ném ra từ Guardian và anh lại back về một vị trí quen thuộc. Chúng ta cũng chờ xem Electronic lộ tiếng hay chưa. Đối đầu Electronic, bây giờ Electronic bắn đi nhưng Rain đã back up kịp thời. Một pha đổi vị trí rất nhanh, Rain bỏ trong sai. Và giờ thì Olofester sẽ đẩy ngược ra. Sẽ là một thùng đánh với lên A chăng? Cách biệt team Navi đang di chuyển lên khu connect. Phải có flash, nếu không thì rất khó để có thể đối đầu với Rain. Đây là một góc cường skill, chúng ta hãy chờ xem. Vâng, Rain đang chọn góc cường skill nhưng quả smoke này sẽ khiến vị trí của Rain trở nên xấu hơn. Bây giờ thì Rain đang lẩn trong quả smoke rồi, không thể đi qua quả smoke này được. Vâng, như vậy là Rain rất bình tĩnh chờ đồng đội của mình, không vội vàng một chút nào cả. Bắt đầu là những tình huống purify. Và giờ thì cách biệt team Navi đã chiếm được trong bom, nhưng vẫn còn đó là Guardian. Flash sẽ ném ra chăng? Đó là quả bom lửa và Rain bị bắn chết bởi Captain Zerg. Nhưng Edward hạ gục ra Rain. Hơi khó cho cách biệt của team Fakeland thôi. Olof đẩy ra, một mạng cho Olof Baster, biết được đối phương. Và giờ thì sao đây? Zerg đang di chuyển với khu connector. Vẫn là những tình đối súng mà thôi. Vâng, bây giờ thì đó là một cú bắn tốt đến từ Captain Zerg rồi. Có bom lửa sẽ là vô cùng khó chịu. Vâng, như vậy là Guardian bắn trượt. Guardian phát hiện ở vị trí của Flamy. Có kéo off dài không và tỷ số là 5-4 dành cho Navi. Như vậy thì các thành viên của Navi đã chơi tốt trong round thi đấu này. Vị trí của Zerg là rất đẹp, di chuyển ra mid rất nhanh chóng. Round thắng thứ 5 dành cho bên phía của Navi. Edward bắn tay rất to. Vâng, giết được vị trí của Nico và sau đó thì quay mid shot thì cũng vả mồm. Edward trong map thi đấu Mirage này có vẻ như là một map thi đấu mà Edward chơi rất nhiều. 5-4 rồi, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng là một map thi đấu mà cả hai team đang bắn rất căng. Navi đang tham ao để tính tiền, đội bạn vẫn còn tiền để có thể bài được trong round thi đấu này. Một trận thi đấu mà chúng ta vẫn chưa thể biết được kết quả nó sẽ nghiêng về cho team nào. Giống như map thi đấu đầu tiên, chúng tôi cũng đang nghĩ rằng FaZe Clan sẽ thắng dễ, nhưng không. Mọi thứ đã hoàn toàn khác. Navi comeback 16-13. Liệu rằng trong map thiếu Mirage này, Navi có thể khẳng định lại cái tên của mình một lần nữa hay không, khi đối thủ của họ là FaZe Clan, một team đang được đánh giá là rất mạnh. Giờ thì Navi đang có cho mình một round eco. Vừa rồi là một round đấu mà Navi có lợi thế hơn người, họ đã không tận dụng được.
các bạn thấy rằng có vẻ như là tách viên của team Navi, à quên nhầm, Fakeland có lợi thế người nhưng không tận dụng được. Vâng, một tình huống mà họ để cho Navi bò vào bom khá dễ dàng, stack 4 người bom side B rồi. Bên phía của team Navi không phải 4 mà đó là 5 người trong bom side B đến từ Fakeland. Đánh lô rồi, kịch bản này khá là giống so với cả map tiến đầu tiên Inferno. Liệu có làm tình huống bắt bài thành công khi mà bên phía của Navi họ không hề có người nào di chuyển lên A cả. Chỉ có một người kia đẩy, đó là Flamy mà thôi. Thật sự thì Navi họ vẫn thích cái chiến thuật đó là chiếm mid và đánh vào connector nhiều hơn là di chuyển vào B-shot. Chúng ta đang chờ đợi hướng di chuyển của Navi, Electronic cùng với đó là Edward và cả Simple nữa. Vẫn là ba cái tên quen thuộc ở khu mid đỏ, Smoke Window rồi. Trong ladder thì đang là Electronic, không chính xác hơn đó là All of Monster. Vâng, và trong round thi đấu này thì các thành viên của Navi họ đang xuống dần khu vực B-shot. Cũng có cả người bò vào connector nữa, Edward đang check rồi, nhìn thấy vị trí All of Monster. Và bây giờ thì ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu súng này, và đó là Edward. Vâng, lợi thế hơn người dưới cho Navi. Captain Zod đang tanh vào nhưng có đến 4B trong round thi đấu này. Và liệu rằng vị trí của Captain Zod có báo được tốt info cho đồng đội hay không? Lát được bóp vào của bom side B, những đường di chuyển của Navi đang lên A dần. Đây sẽ là round đấu mà Navi đánh vào A, chắc chắn là như vậy. Fakeland vớ vẩn thì sẽ phải đi xếp tiếp thôi. Vâng, trong người chỉ có những khẩu lục thì xếp cái gì đây? Có lẽ là Fakeland họ sẽ cố gắng bắt súng. Vâng, cố gắng kiếm một khẩu AK nào đó. Chúng ta hãy chờ xem. Sấy khá tệ đến từ vị trí của Electronic. Một mạng, hai mạng, không. Đó là dù cover kịp thời của Edward. Pha sấy hơi fail của Electronic, nhưng không sao cả, Edward đã có mặt kịp thời. Rào thắng thứ 6 thuộc về cái viên team Navi. Tỷ số sẽ là 6-4 cho Navi ở trận đấu này. Chắc chắn là như vậy. Giờ trở lại một mình Aren mà thôi. Rất khó khăn. Chắc chắn Aren sẽ phải nằm xuống. 6-4 dành cho Navi. Aren tap một tap vào đầu của Captain Zeus. Có đến hai hướng đang di chuyển vào vị trí Aren. Mặt yếu thêm một cái Edward nữa. Aren vào một Simple. Quá ghê gớm. Aren vào thêm một mồm nữa rồi. Đằng sau lưng đang là ai đây? Vâng, đó là vị trí của Electronic. Và cuối cùng thì Flamy kết thúc round đấu 6-4 dành cho bên phía của team Navi. Một pha bắt súng đến các viên team Navi và họ mất đến 3 người với một mình Aren mà thôi. Bắn Deagle là khá ảo của, trong một tình huống bắn Deagle khá ảo của Aren. 6-4 bây giờ thì Fakeland sẽ có một round full buy. Rất căng cho trận đấu này. Vị trí Aren đã rất cố gắng rồi. Thành viên của team Fakeland thì họ bắt buộc phải thắng trong map thiếu thứ hai nếu như muốn có cơ hội đi tiếp. Không còn cơ hội nữa, không còn cơ hội để họ để thua nữa rồi. Họ đã thua trong map thiếu đầu tiên, map Inferno, map pick của chính mình. Round thiếu tiếp theo, Tactic chơi hai họp đến từ Fakeland. Di chuyển ra mid là vẫn còn rất nhiều người, nhưng Guardian vừa rồi có vẻ như ăn một viên ọp vào người thì phải. Còn 40% máu thôi. Rồi thì Edward đang là người di chuyển ở mid. Ba người ra mid. Navi vẫn muốn chiếm mid. Cái tactic chiếm mid này đang là hiệu quả với Navi. Họ vẫn muốn làm lại. Còn với Fakeland, di chuyển 3A vị trí của Nico luôn luôn cường connector. Bây giờ nó vẫn đang là chưa hiệu quả. Zod vừa có tình huống giao lưu và chào hỏi vị trí của Nico. 4 mid rồi. Có vẻ như vị trí hiện tại thì các thành viên của Navi họ đang muốn di chuyển dần về khu bom side B nữa. Lại một lần nữa thì các viên Fakeland họ bắn theo kiểu lùi ở vị trí mid này. Các bạn thấy rằng luôn luôn chỉ có một mình Nico mà thôi. Rất khó khăn, nhưng lần này thì Fakeland đang định đẩy hai lâu B. Olof bắt được Captain Zod. Rồi thì tiếp tục làm những đẩy lâu B chăng? Olof Master sẽ là người cường shot trong tiếng này. Một góc kê shot sẽ là đẹp dành cho Olof Master, nhưng Aren vừa nằm giống về Flamy. Pha xử lý hơi non kinh nghiệm đến từ Aren. Rồi chỗ lại một mình Olof Master rồi. Bắn trượt một viên rồi. Olof sẽ làm gì đây? Sipo bị bắn yếu và một mạng dành cho Nico. Bây giờ thì Olof nằm số 7 Flamy. Guardian bắn yếu được vị trí của Flamy. Tiếp tục là một pha bắn đi của Edward nữa. 3 vết 3 sẽ làm dùng cứu bò, nhưng Nico quá yêu máu rồi. Nhảy qua và vặt pha vẩy trượt đến từ Guardian. Tiếp tục làm dùng nhảy qua nữa. Rain đang quyết định đi qua Smoke. Hơi khó rồi khi mà Flamy đang kê trực diện vào quả Smoke này. Không có bất kỳ một quả flash nào. Lửa sẽ ném vào, chúng ta cũng chờ xem. Tham Minh hơi sai đến từ Flamy rồi. Nico đang người móc lầu về. Và do đi sao đây? Nico và Nico nằm xuống như Rain đổi 1. Rain có 2 mạng. Và đó là triple kill dành cho Rain. Tỷ số là 5-6 dành cho các viên của team Fakeland. Vâng, rất may là Rain đã có một pha retake bomb tốt trong round thiếu này. Một tình huống mà bộ đôi bom CB lại thủng. Có vẻ như Aren đang không
không hề thích nghi được cái vị trí ở lầu B. Vâng, Aren hình như không hề tỏ ra rằng là anh là một player bắn ở cục lầu B tốt. Và vừa rồi thì Aren được cover để có thể đẩy lên lầu B, nhưng làm một tình huống chết chảy. Rất may mắn khi Rain làm 3 6 pha xử lý mà vị trí của Flame Inside tham mình. Đây cũng phải kể đến việc mà Nico đã móc lầu B và gây tiếng làm cho Flamey không thể kê được vị trí của Rain. Đúng rồi. Vâng, đây là một tình huống mà Nico đã là người gây sự chú ý, Rain mới có thể đi qua quả smoke này. Nếu không thì rất khó khăn. Và giờ thì chúng ta sẽ đến một kỳ rào. Cả hai team đều yếu tiền rồi, có vẻ như đang muốn đánh lầu B nhanh. Lần này thì như chỉ có một mình Aren đang solo B ở thời điểm đầu, sẽ là khó khăn. Vâng, Olof đang kê sau quả smoke, nhưng quả smoke sắp tan và Electronic đang đứng rất đẹp trong quả smoke này. Olof có đoán được hay không? Như vậy Otop đang lùi về rồi, hỗ trợ cho người đồng đội sẽ là một quả lửa ném ra. Không ai kê sót cả, với Electronic vừa bắt được Rain ở trong cung bom xe A. Bây giờ thì Olof sẽ làm gì đây? Một khe kêu rất đẹp và bắn yếu được vị trí của Electronic rồi. 5-4 lợi thế người đang thuộc về cách biệt của team Na'Vi. Vâng, giờ thì họ có đổi hướng đánh về A hay không? Bom xe A giờ chỉ còn lại một mình Nico mà thôi. Sipo bắn trượt một viên off và đây sẽ là quả smoke khiến cho Sipo bị phế đi. Vâng, Guardian đổi vị trí để có thể ra cường của Connector. Nico đã đẩy Ram rồi nhưng đang có đến 3-4 sự xuất hiện ở khu vực A Ram. Nico rất khó khăn, đã có một người băng qua được lầu. Và giờ Nico nghe được rất nhiều tiếng. Tầm này lùi về nhưng sẽ là khó vì chia tay Nico phải làm 3 thì mới có thể sống sót được. Edward lộ ra đầu tiên, Nico nằm xuống với Simple. 3-4, Na'Vi đang muốn tanh thẳng cũng bom xe A. Giờ thì vị trí CD vẫn đang là Guardian, một mạng cho Guardian. Guardian có double kill rồi và ngay sau đó Electronic đổi mạng được về đường 2-2. Aren đang muốn lui về vì chia tay thì Flamey đã chọn cho mình khu vực jungle, nó là quá đẹp. Bom đặt thành công, đây là một quả bom nhưng Aren đã phát hiện ra được vị trí của Flamey. Chưa hề phát hiện là vị trí của Flamey, Aren không hề biết là Flamey đang móc. Olobaster không biết gì cả, sẽ là khó khăn và quả blast vừa rồi của Aren thậm chí còn là lỗi, sẽ làm hại cho Flamey mà thôi, khó rồi. Aren vừa rồi đã không có thông tin, vừa rồi Aren vâng bằng tỷ số là 7-5 dành cho Na'Vi. Một pà lỗi đến từ Aren, tham minh của Aren vừa rồi đã là sai và anh để cho đối phương móc đồng đội mình. Trong khi đó thì quả blast vừa rồi của Aren lại làm cho người mù, đó chính là Olobaster. Rõ ràng là bom xe B đang gặp vấn đề. Đây cũng là một tiếng mà Guardian đã quá cục, giết hai rồi Guardian vẫn quyết định lao ra. Một tiếng mà Guardian truyền bắn an toàn thôi, chậm lại một giây nữa thôi thì chắc chắn là chiến thắng sẽ thuộc về cái biển Fakeland. Giờ thì Fakeland yếu tiền và quyết định fork bài luôn round đấu này. Vâng, em cũng đã tưởng là trong tình huống vừa rồi Aren phát hiện ra được khi nhìn vào khu vực jungle, nhưng có vẻ như vừa Flamey di chuyển nhanh quá nên là không kịp nhìn thấy. Round thi đấu tiếp theo và giờ thì Na'Vi, một round thi đấu mà Na'Vi vị trí Edward lại bắn Gali. Round thi đấu này Fakeland fork bài ngay, hết tiền hoàn toàn rồi. Nếu như Na'Vi thắng trong round thi đấu này thì sẽ là tỷ số 9-5 dành cho họ. Rất nhiều cơ hội dành cho Na'Vi trong round thi đấu Mirage. Liệu rằng có một kết cục dành cho Fakeland hay không? Round thi đấu tiếp theo và Fakeland đang thủ với 3A của nó là 2B, vẫn là một đội default bỏ mid hoàn toàn, cương cả Ram gần nữa. Nhưng cầu Piston bây giờ thì cần phải bắn tầm gần. Vâng, các thành viên của Na'Vi thì vẫn đang di chuyển ở khu mid, đang có tướng back về khu team base và chuyển hướng sang đánh với khu bom xoay A. Cả 5 người luôn, ở khu lâu A đang là Flamey rồi. Na'Vi sẽ set full bài, hiện giờ đang có 3 quả smoke, 3 quả smoke sẽ ném vào những vị trí quan trọng. Tuy nhiên thì bên phía của Fakeland rào này họ vẫn còn mình quá nhiều smoke. Còn đến cho mình 4 quả smoke rồi, bây giờ thì phát hiện đối phương, Rain sẽ trả smoke ra. Sẽ là một hướng đi qua smoke rồi, thời gian đang còn là không nhiều. Rain đang lùi lại, có che lầu hay không? Vâng, bây giờ thì chuẩn bị băng qua smoke và chúng ta hãy chờ xem Flash đâu rồi. Flash sẽ ném ra, bây giờ Flash ném ra băng qua smoke rồi. Vâng, xây đến từ Rain, góc đứng của Rain là quá xấu. Một tình huống rất non kinh nghiệm của Rain và tôi không hiểu Rain đã bị một lần như vậy rồi. Tiếp tục cái Simple bắt được Nico. Vừa rồi Rain mắc một cái sai lầm quá tai hại. Đã một lần Rain bị búp quả Flash như vậy rồi mà không hiểu tại sao Rain vẫn nhìn vào quả smoke. Thật sự là non. Và vừa rồi thì người bị oan uổng hơn có lẽ là Guardian. Guardian vừa rồi đã tin tưởng người đồng đội của mình, nhưng cuối cùng Guardian lại thành con mồi khi mà chọc đít vào mặt của đối phương. Và tình huống vừa rồi thì Guardian rút CZ ra nhưng chưa kịp lên đạn. Round thắng thứ 8 cho Na'Vi và đây sẽ là tình huống bắt súng. Vị trí Aren chết chạy. Flamey vẫn đang cố gắng clear đội hình của bên phía team Fakeland. Olof Monster còn nửa máu thôi, trên cục lâu B đã có người rồi. Na'Vi đã bắt bài rất nhiều hướng, Olof có một đầu Captain Zeus. Vâng, toàn bộ đội hình của Na'Vi đang quay về khu vực của Olof.
Olof có đỡ được hay không đây? Trên lô B đã có tiếng tạo ra, bị sót lại có thêm người, và như vậy thì Electronic kết thúc round đấu 8-5 dành cho Na'Vi. Vâng, rất nhiều cơ hội trong map thi đấu này dành cho Na'Vi rồi. FaZe Clan đang bắn Cityside là rất kém để cho Na'Vi thắng rất nhiều round. Round thi đấu tiếp theo đi cô trắng thôi. Tầm này thì cũng không có tiền nữa, bắt buộc phải để cho Na'Vi lên round thắng thứ 9. Một round đấu mà các player của team FaZe Clan họ đã làm được việc đầu tiên, đó là giữ được smoke. Nhưng họ lại không biết làm thế nào để cản đối phương nhảy qua smoke. Đây không phải là lần đầu tiên Rain bị đối phương nhảy qua quả smoke như vậy. Những cái góc đứng vừa rồi của Rain thật sự là một góc đứng quá sâu. Đó là một góc đứng mà anh không hình dung được. Thường thì người ta sẽ đứng sát vào smoke hoặc là đứng sát phải, nhưng vừa rồi Rain đứng giữa đường. Và thậm chí nếu như có người đi lầu thì Rain cũng lộ vị trí luôn. Đây là một round full eco của FaZe Clan, và có lẽ sẽ là round thắng thứ 9 anh em nào vì mà thôi. Bắt bài 5 bom sai ai. Đây là một round đấu với Na'Vi đánh mid 2B. 9-5 là điều chắc chắn rồi. Không có gì để bàn cãi round đấu này cả. Và một pha stack 5 bom sai A. Và giờ thì sẽ là một tình huống đặt bom dễ dàng dành cho Na'Vi. Vâng, Na'Vi chiếm trọn hoàn toàn bom sai B rồi. 10 năm. Nếu mà kết quả là 10 năm thì nó rất giống với cả map thiếu Inferno. Và kịch bản nó có lặp lại như thế hay không thôi. Vâng, và chúng ta sẽ chờ đợi xem FaZe Clan sẽ đi bắt súng. Tầm này thì có được khẩu súng nào thì sẽ hay khẩu súng đó thôi, khi lượng tiền trên người của họ chỉ là 1900 tiền. Captain Zerg đang di chuyển được bom sai A rồi, nhìn thấy rồi, Zerg vào một cái Guardian ngay. Thủ môn thùng 3 cũng đã lộ ra, vì chiều Captain Zerg chưa có mạng tiếp theo. Electronic hạ gục Nico, Electronic có double kill. Vâng, Captain Zerg cũng suýt có double kill nhưng phải nằm xuống với Andren. Và cuối cùng thì Flamey và Edward kết thúc round đấu 9-5 dành cho Na'Vi. Round thi đấu tiếp theo, FaZe Clan sẽ up được súng nhưng tôi nghĩ rằng sẽ yếu bom. Chỉ có hai quả bom, đó là smoke và flash thôi. Trận đấu này đang rất giống với cả map thiếu Inferno khi mà lần này đến lượt FaZe Clan đánh lô toàn trượt. Toàn trượt. Vâng, Na'Vi trong round thi đấu vừa rồi họ cũng thắng dễ thôi, một round thiếu eco trắng mà, nên không có quá nhiều sự vất vả. Vâng, một round full eco như vậy thì có lẽ là những tình huống đánh lô là rất hợp lý. Với những khẩu USB thì các bạn không thể nào thủ được trong bom với chỉ hai người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một round full buy của FaZe Clan. Olof là người lên kit. Vâng, giờ thì ai sẽ là người giữ nối đây? Guardian giữ nối với khẩu AUG. FaZe Clan đang quyết định bắn với ba khẩu AUG, và Nico thì vẫn trung thành với khẩu M4A4 của mình. Rain cũng vậy. Khu vực mid từ đầu trận đến giờ thì FaZe Clan họ bắn có thể nói là rất tù. Họ luôn luôn để cho đối phương chiếm mid một cách dễ dàng mà không gặp bất kỳ một trở ngại gì cả. Có lẽ là cách biệt của team FaZe Clan họ cần phải có những tình huống bài bản đẩy mid, nhưng có vẻ như họ chưa chuẩn bị nhiều cho những chiến thuật này. Bây giờ thì sao đây? Di chuyển lên cục mid nối rồi. Trong khi đó thì Nico đã đẩy lầu A. Nico đang di chuyển rất nhanh. Tuy nhiên thì đang có một tình huống kê lại đến từ vị trí của Electronic. Thả mình Electronic aside, có một orb vứt ở T-side. Cái gì vậy? Cách biệt của team Na'Vi đang cho thấy lượng kinh tế của mình là mạnh đến như thế nào. Nico đang móc rồi. Sờ sẽ đánh một tình huống mid 2A hay mid 2B đây. Có vẻ như là một mid 2B. Và chúng ta hãy xem góc kê của Olof Master đang là đẹp. Nico đang móc rất tốt rồi. Và giờ thì stack lên, và Olof lại chết chạy với Electronic. Electronic bắn off rất dị. Và giờ thì Guardian đổi được một mạng. Aren kết thúc được Captain Zerg. Tiếp tục là một tình bắn tốt đến Sipo. Nico, úi giời ơi Nico. Thôi vâng, và Nico nằm xuống về Electronic. Bom đang rơi. Sẽ là những thứ cơm skill mà thôi. Bây giờ thì Aren có được một mạng. Trở lại một mình Sipo. Sipo chưa lộ vị trí, Sipo bắt được Aren rồi. Chúng được đưa về là 1v1 bom được cầm về A. Và đây là thứ bắt bài tốt đến từ Guardian. Guardian biết Sipo làm di chuyển. Guardian sẽ làm gì đây? Guardian, vâng, Guardian đang xấy Sipo yêu máu rồi. Góc kê ngang của Guardian là quá đẹp. Chúng ta hãy chờ xem. Và tỷ số là 6-9 dành cho FaZe Clan. Như vậy không phải là 5-10 nữa. Trong khi đó thì lại một lần nữa Nico bắn lỗi skill. Vâng, Nico. Chính xác hơn đó là tình huống mà Nico đang cầm dao. Nico đang cầm dao chạy sót, và sau đó là tình huống nhặt bom đến từ bên phía của team Na'Vi. Cả hai ông đều giật mình. Và cuối cùng thì Nico chỉ đổ một thôi. Round thi đấu thứ 6 dành cho FaZe Clan. 9-6 rồi. Na'Vi vẫn đang dẫn 3 round. Và sang bên phía City thì phần trăm cao thì Na'Vi họ cũng sẽ biết chơi. Na'Vi là một team bắn City, nhưng họ bắn City trước giờ chưa bao giờ là quá mạnh cả. Nhưng cũng ra phải kể đến một điều là cách biệt của team FaZe Clan không phải một team bắn T-side tốt. Đúng chính xác. Bắn T-side tù như thế này thì sang T-side thì không biết là bài đánh như thế nào đây. Có lẽ là FaZe Clan sau trận thua này họ nên về tập lại bài thủ mid.
thì nó sẽ là hợp lý. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong 2 phút để đến với second half. Tỷ số đang là 6-9 dành cho bên phía của team Navi. Vâng, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với second half, trận thi đấu diễn ra giữa FaZe Clan và Na'Vi. First half, tỷ số là 6-9, Na'Vi là những người dẫn. Và liệu rằng sang đến second half sẽ có sự thay đổi đến từ bên phía FaZe Clan hay không? Na'Vi đang có phong độ rất tốt trong trận thi đấu này, khi mà cái map thắng đầu tiên đã là đòn bẩy cho họ rồi. Pistol round, và bây giờ thì FaZe Clan đang set full bài của bóng CA và di chuyển đến 3 lầu A luôn. Smoke City rồi. Vâng, Andre sẽ bóp flat. Và rồi thì 3 lầu A sẽ tràn vào. Simple có lẽ cũng đã đoán được ra bài đánh này. Vâng, tràn ngay là rất nhiều người. Simple nằm xuống vì chưa gà điện có mạng. Và các thành viên của bên phía team Na'Vi, họ sẽ đỡ kiểu gì đây? Rớt bắn lôi skill rồi. Cần phải bình tĩnh hơn. Rain headshot Gatwood. Vị trí của Captain Rớt nằm xuống 7 Rain. Electronic đổi 1 rồi. Vẫn đang còn 2 người jungle. Flamey Electronic cứu kiểu gì đây? Không biết rằng các thành viên của bên phía team Na'Vi trong round thi đấu này, vị trí của Captain Zerg có kit, nhưng kit lại đang rơi ở chỗ là đông người nhất. Electronic đang bò vào, lộ trận rồi, và giờ thì Ren có triple kill. Một mình Flamey sẽ gặp khó trong tình huống này. Chắc chắn đây sẽ là round thắng dành cho FaZe Clan. Nico làm 1, cùng với đó là Ren làm 3, 7-9 dành cho FaZe Clan rồi. Lại là round đầu Pistol. Em có thể thấy rằng là ngày hôm nay thì Na'Vi thắng 2 round Pistol ở Inferno. Còn giờ thì đến lượt FaZe Clan thắng 2 round Pistol ở map thi đấu Pirate này. Tỷ số bây giờ đang là 7-9 và round sau thì Na'Vi có lẽ sẽ làm round áp cố. Anh đoán là như vậy. Với việc đặt được bom thì FaZe Clan họ sẽ có thêm tiền. Full buy. Như vậy là quyết định buy luôn đến các thành viên của team Na'Vi. Và FaZe Clan thì đang sử dụng, muốn họ đang muốn sử dụng một tactic default. Vâng, spam với khẩu Deco nhưng không thể trúng được. Cách viên của team FaZe Clan sẽ đánh như thế nào đây? Chiếm mid cơ bản giống Na'Vi rồi. Những round đấu này thường thì những bài setup full mob CA sẽ đem đến hiệu quả. Và liệu cách viên của team FaZe Clan có chọn cho mình một giải pháp đơn giản và an toàn, hay là họ sẽ không quyết định, có thể nói là vâng, phức tạp hơn, đó chính là chiếm map như default. Và đây là một quả nết đau. Không, như vậy quả nết vừa rồi là hơi sâu. Chỉ mất được có 7 máu của Captain Zerg thôi. Và đây sẽ là một quả smoke che tầm nhìn các thành viên của Na'Vi ở bom site B.
Navi đang bắn đến hai người ở trong bóng xe B và một người giữ bị sót. Bây giờ thì có đấu súng mà Olofester hạ cũng được rớt rồi. Vâng, quả smoke vừa rồi không biết có phải lỗi hay không. Đó là quả smoke lại chê tít xuống dưới trong bom. Rớt vừa rồi đã đẩy B quá tự tin. Và bên phía Navi mất một người. Electronic đổi một mạng Nico. Và giờ thì có vẻ như Fakeland họ nên back lại. Vâng, họ đang gặp bất lợi khúc mid. Trong khi đó thì ở khúc bom xe A thì sao đây? Aren đang muốn bò lên rồi. Đánh về B hay đánh ra A? Các thành viên của team Fakeland đang back về và có vẻ như họ đang muốn đánh ra lầu B. Vâng, bên phía của team Navi cũng đang back về B rồi. Vị trí của Simple đã vào được cho Markit. Cùng với đó Electronic cũng đang back về dần. Và bây giờ thì Navi bắt bài có vẻ như là thành công rồi. 30 giây thôi. Flash còn 2 quả, vẫn còn một lửa trên người Olof Monster nữa. Nhưng bây giờ sẽ có rất nhiều người stack ở đây. 3B rồi, Electronic vào mồm được Unrend. Olof Monster tràn xuống vì trước Flamey vào mồm Olof Monster. Mọc sau ở đây và Rand chỉ đổi một và cuối cùng thì đó là Simple. Round 8 dành cho Navi, một round thi đấu chỉ toàn lục mà thôi. Vâng, các bạn thấy rằng chiến thuật của các viên của team Fakeland đang gặp vấn đề thực sự. Họ đang thi đấu quá phức tạp trong một cái round đấu mà bên phía Navi không có nhiều bom. Bình thường thì đối với Nip hoặc là một team nào đó thì họ sẽ chọn phương án rất đơn giản, đó là setup full bom xe A. Nhưng không hiểu sao Fakeland họ không nghĩ vậy. Có vẻ như là Nico vẫn chưa đủ kinh nghiệm để khôn team trong những round fog bài như thế này. Chỉ cần một tiếng setup full bom xe A rất đơn giản hơn trong những round đấu đối phương không có bom. Bây giờ đến lượt Fakeland fog bài để thua trong round đấu vừa rồi. Fakeland đang gặp một cái bất lợi quá lớn. Họ tặng cho đối phương những khẩu súng, có đến 2 khẩu AK. Và giờ thì vừa rồi đã có một tiếng lộ vị trí đến từ Nico. Vâng, Nico đang thật sự gặp vấn đề về tâm lý. Khả năng côn tim của anh có vẻ như đang là không tốt. Nhưng Nico vừa có một mạng của Flamey. Nhìn thấy rớt ở trong bom hay không đây? Biết luôn vị trí của rớt rồi. Và giờ thì Nico nằm xuống. Đang pha đẩy mid đến từ Simple. Aren đang chờ sự hỗ trợ. Aren và như vậy Aren bị áng ngục. Nhưng Ren đổi được một mạng của Simple thành công. Tiếp tục thì Electromix có hình mạng của Guardian. Một vết ba đến từ Ren. Có AK và có luôn cả giáp 2. Chúng ta cũng chờ xem. Hơi khó dành cho Ren được tiếng này. Nhưng không phải là không thể. Bây giờ Ren đã nhìn thấy vị trí của Edward rồi. Edward hình như cũng đã nhìn thấy điều gì đó. Và giờ thì sao đây? Solo aim ư? 56 giây dành cho Ren. Và giờ đang đúng đẩy lầu B đến từ vị trí của Just. Just tham mình đẩy là rất hay. Vâng, Just đã biết bom xe B clear. Và giờ thì sẽ làm tướng mà Ren bị quay ở khúc bom xe A. Captain Just đang muốn đẩy để bắt vị trí của Ren. Chúng ta đang chờ đợi xem là kỹ năng cá nhân của hiệu trưởng Ren sẽ phát huy được trong round thi đấu này hay không. 30 giây thôi. Ở City thì vẫn đang là Electronic. Trong round thi đấu này khó rồi. Cái tỷ lệ thắng của hiệu trưởng Ren với 3 player còn lại của Navi là rất thấp. Giờ thì Ren chắc chắn lộ vị trí của mình. City đang có Electronic rồi. Tát một tát đến từ vị trí của Ren. Và cuối cùng thì phải nằm xuống với Edward. Double kill cho Edward vào round thắng thứ 11 dành cho bên phía của team Navi. 11-7 dành cho Navi. Các thành viên của team Fakeland họ đã có lợi thế ở round đấu Pistol nhưng họ lại không tận dụng được. Giờ thì họ là những người đang gặp khó khăn, yếu tiền rồi. Và chắc chắn là đây sẽ là một round đấu eco của thành viên Fakeland. Cơ hội để Navi có cho mình round thắng thứ 12. Rất khó. Full eco đến từ Fakeland và một round thi đấu rất bị nhanh. Không, anh nghĩ rằng đó sẽ là một tiếng đánh chậm thôi. Nico đang có một quả flash. Có lẽ sẽ là một tiếng mà các viên của team Fakeland họ sẽ chờ cho đối phương ném hết bom. Và sau đó thì Nico sẽ book quả flash ở đâu? Có thể là lầu B hoặc có thể là bit. Olof vừa dính một quả nade vào giữa người. Bên phía của team Navi đang kẹp hai người trên lầu B. Tình huống này nếu đánh vào bom CB thì gần như là không thể. Bom vẫn đang được trả lên là khá nhiều. Có vẻ như sẽ làm túng nhảy lầu. Fakeland sẽ phải đánh lô thôi. Tầm này thì phải vào hết thôi. Ở trên khu vực lộ B lại đang có hai người focus thẳng vào vị trí của Zeus cùng với Flamey. Nico đang chuẩn bị bước flat vào khu bom side B. Các thành viên của Fakeland chuẩn bị di chuyển vào hết hoàn toàn và có lửa vào rồi. Nhưng quả lửa này là hơi sâu. Captain Zeus sẽ đổi được mạng. Captain Zeus có double kill. Captain Zeus có triple kill. Flamey đang cùng thành công là Andren. Một mình Nico sẽ rất khó khăn. Round thắng thứ 12 chắc chắn dành cho bên phía của team Navi rồi. Chỉ là Glock mà thôi. Không có quá nhiều sự khó khăn trong tình huống này cả. Fakeland bây giờ thì sẽ gặp rất nhiều bất lợi trong map Dio Mirage này. Với Electronic là người có mạng của Nico. 12-7 dành cho Navi. Captain Zeus làm 3. UMP mà farm kill thì nó lại là
quá mượt. Xem trận đấu này chúng ta phải thấy cái đẳng cấp của Captain Zert và Nico nó hơi khác biệt nhau là nhiều. Vâng, Captain Zert thì họ luôn luôn ăn được ở những cái key round quan trọng. Trong đó thì Nico, khả năng côn team của anh thật sự là không quá tốt. Và có lẽ là Nico nên được đưa trở về cái vị trí là player sẽ hợp lý hơn, khi mà anh đang thi đấu cũng không thật sự là quá hay ở cái vị trí Captain. Và đây sẽ làm ra full bài đẩy mid rồi, chúng ta cũng chờ xem Fate Clan sẽ làm nào đây, không thể đi qua quả smoke này được. Và giờ thì Primi sẽ quăng spam qua smoke. Vâng, căn vết để spam. Bên phía của Fate Clan đang phải chậm lại. Và như vậy là Guardian bị spam qua smoke yếu rồi. Một góc spam mà rõ ràng là Guardian là người bất lợi hơn. Không hiểu tại sao các anh viên của team Fate Clan cứ cố cường bằng được. Thêm bom ném ra và Guardian bị bắn chết bởi Flamy. Một pha đẩy mid có thể nói là rất cơ bản dành cho các anh viên của team Na'Vi. Nhưng Fate Clan thì không biết làm cách nào để chống đỡ cả. Bây giờ thì Fate Clan họ lại mất đi vị trí của Guardian rất sớm. Flamy đẩy rất nhanh chóng. Và chúng ta thấy sự khác biệt hẳn ở những tình huống đẩy mid của Na'Vi lẫn Fate Clan. Giờ thì Flamy quyết định cường thẳng lên từ khung underpass rồi. All of Monster nằm xuống. Vị trí của Flamy không có triple kill. Nico đổi mạng thành công 3v4. Liệu rằng Fate Clan có thắng được trong round thiếu này hay không? Electronic cũng đẩy lâu rồi. Đang là bắn rất thoáng đến từ thành viên của bên phía team Na'Vi. 2v4, cơ hội dành cho Fate Clan càng ngày càng thu hẹp lại. Electronic quyết định cường lầu luôn. Chỉ còn lại Nico và Rain thôi. Bom thì cũng còn một smoke, hai flash và một lửa trên người của Nico nữa. Rồi thì Na'Vi sẽ có cho mình cơ hội để lên round thắng thứ 13. Và round sau thì Fate Clan cũng yếu tiền. Một trận đấu mà Na'Vi đang bắn rất tốt. Map thi đấu Mirage, map pick của họ. Rain và Nico đang bò vào từ Ram. Ở trên lầu vẫn đang còn vị trí quan trọng nhất là Electronic. Đây sẽ là vị trí Electronic có thể sẽ có mạng rồi. Nico sai timing. Rain đổi mạng lại là một tuyến 1v3. 12 giây còn lại. City đang có người và thôi xong rồi. 13-7 dành cho Na'Vi. Cơ hội nào dành cho Fate đây? Cánh cửa đang dần đóng lại với Fate Clan ở trong giải đấu này của chúng ta. Nếu như thua trận đấu này thì Fate Clan sẽ phải xách vali và ra về ngay. Quá khó khăn. Chúng ta thấy Na'Vi đang bắn rất tốt. Olofmeister vừa rồi đã không trích lại underpass một lần nữa. Một tình huống Olofmeister đã quá tự tin vào timing của mình. Và giờ chúng ta lại thấy rằng đang có tổng cộng là 600.000 người xem trận đấu ngày hôm nay. Vâng, sẽ lại là một cú đẩy mid nữa đến các anh viên của team Fate Clan. À, team Na'Vi. Fate Clan từ nãy giờ thì họ không biết làm cách nào để chống đỡ cả. Simple bắt được Rain rồi. Bất lực đến từ các anh viên của team Fate Clan. Họ không thể kiểm soát được mid, ngược hẳn với cả cách bắn của Na'Vi. Na'Vi thì họ kiểm soát mid rất tốt, trong đó Fake Clan từ đầu trận giờ. Khi mà bắn bên phía City Side, Fake Clan không biết làm thế nào để kiểm soát cuộc mid này cả. Giờ thì sao đây, Simple bắn yếu được vị trí của Nico. Rất may của Nico khi viên off vừa rồi đã không bắn trúng người của anh. Mà đó hình như chỉ là một tiếng bắn trúng chân hay là cánh tay mà thôi. Vâng, Fake Clan đang muốn lùi về và giữ vị trí của mình. Đợi Na'Vi đẩy. Và hiện giờ thì vị trí của Flamy cũng đang đẩy được rồi. Simple có thêm một mạng nữa. Vị trí của Edward có mạng Guardian nhưng phải nằm xuống bên Nico. Underpass đang là Olof nhưng Simple đã bắt bài rất chuẩn rồi. Chỉ cần lao lên thôi nhưng Olof lại là người có mạng của Simple. Và cuối cùng thì Flamy có double kill đem về round thắng thứ 14 rồi cho bên phía của team Na'Vi. Vâng, có vẻ như năm nay Na'Vi lại muốn tham dự vào trận đấu chung kết của bây giờ. 14-7. Bắn rất tốt đến từ vị trí của Simple. Cùng với đó là Flamy và Captain Zeus nữa. Cách biệt đang là 7 round. Và cơ hội dành cho Fate Clan càng ngày càng khó hơn. Na'Vi đang rất thoải mái. Một key round nữa dành cho các thành viên của Na'Vi. Và nếu như thắng trong round thi đấu này thì sẽ là GG ngay. Fate Clan cần phải cố gắng hơn nữa. Và cách biệt là 4 round thôi. Simple đã phát hiện ra rồi. Bắn xuyên đá và Guardian là người bị cấu một chút máu. Vâng, và cuối cùng thì các anh viên của team Na'Vi đã không đẩy mid. Và đây là một cơ hội mà các bạn thấy rằng quả smoke lạ, quả lửa làm cho quả smoke window lỗi rất hay. Zeus đẩy khung lầu về và bắt được Olofmeister. Một tiếng Olofmeister hơi vội vàng. Captain Zeus đang bắn rất hiệu quả trên khung lầu B, khác hoàn toàn với cả phong cách của Aren. Rõ ràng đây là một map rất mạnh của anh viên team Na'Vi. Họ đang chứng minh cái điều đó. Bây giờ Flamy đang đẩy ngược ra khung V-Shot. Flamy có vẻ như không hề biết rằng Nico đang ở rất gần. Flamy không hề biết rằng Nico đang ở trong khu vực ladder. Và chúng ta cũng chờ xem bây giờ thì sao đây, Nico sẽ làm gì. Vâng, Nico cần phải có một tình huống tỏa sáng
Nếu không thì rất khó để Fakeland có thể làm được điều gì đó. Và trong khi đó thì ở bom xe A, Edward đã đẩy để cho mình một vị trí đứng đẹp rồi. Garden khả năng cao sẽ không chênh góc này. Đây là một góc đứng mà Edward đứng rất đẹp. Bây giờ Edward sẽ đẩy ra vị trí của Garden, đi vào tâm của đối phương. Trời ơi, quá vội vàng đi Edward, nhưng thêm một tiếng đẩy lâu nữa chăng? Vâng, có vẻ như là một tiếng đẩy ram nữa. Bây giờ đang tụ 4m4, bom sẽ cầm ngược về B và Dabi đang bị lừa rồi. Simple bắt được Nico, nhưng đang một tiếng di chuyển ra bom CB đến từ Ren. Chúng ta cũng chờ xem Aren đang chạy về. Rồi sao đây, Ren sẽ đối đầu với ai? Ren nhảy lỗi rồi. Số 9 và đó là một tiếng lỗi từ Ren, nhưng Aren bắt Electronic. Giờ thì sao? Guardian nằm số 7 rớt. 15-7 dành cho Davi là điều chắc chắn. Khó, thật sự khó. Captain Zert đã rất cáu đúng vừa rồi. Câu trả lời ngọt ngào đến từ Captain Zert sấy liên tiếp vào câu hỏi của Guardian. Một mình Aren xếp cho mình khẩu AK thôi. Nhưng round sau thì các thành viên của bên phía Team First Clan vẫn up được 2 AK. Và vị trí ở Guardian và Rain là người có 3.550 tiền. Có pause 75 dành cho Fakeland. Và giờ thì Fakeland đang đến rất gần với một tình huống sách vali về nước. Chúng ta hãy xem một tình huống di chuyển. Timing của Olofester vừa rồi là lỗi. Nếu như Olofester kê trước thì anh có thể bắt được Just. Nhưng Olofester lại di chuyển ra khi mà Just đang là người kê trước. Just đang bắn bay rồi. Chính xác hơn là tình huống của trong round thi đấu vừa rồi thì người sai đó là Edward. Rất vội vàng đẩy lên và đi đúng vào tâm của Guardian. Tuy nhiên thì không sao cả, Just đã có cho mình một tiếng huống sửa sai cho người đồng đội. Trong đó Rain một pha nhảy lầu B có thể nói là khá nhà quê. Đó là một tiếng huống mà nếu Rain nhảy chuẩn xác thì anh sẽ chiếm được bom xe B trước đối phương. Nhưng vừa rồi Rain mắc một pha nhảy mắc khá là buồn cười. Match point dành cho Na'Vi và cứu 8 cái match point kiểu gì bây giờ? Mắc 10 trên người của Olof. Cùng với đó là 3 AK và 1 Gali. Cơ hội dành cho First Clan trong round thi đấu này. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Và giờ thì Olof Monster quyết định tăng lầu B nhanh. Chuyển sang đánh bài nhanh rồi. Zert đã phát hiện ra. Và giờ Olof đang muốn chủ động đẩy. Nhưng Captain Zert là người vả mồm Olof Monster. Ở khu vực bom CA vẫn đang giữ nguyên đội hình của mình. Nhưng First Clan đang khó thuộc back về. Có vẻ như hơi bị phân tâm rồi. Na'Vi trong round thi đấu này họ vẫn đang giữ cho mình một cái tinh thần rất chắc chắn. Xét bài của bom CA đến từ bên phía First Clan. Liệu rằng có thành công hay không đây khi ở bom CA đang có 3 người. Nhưng vị trí của Simple hình như có vẻ như đang muốn back về. Vâng, ném smoke vào. Để lại 3 người. Nhưng liệu rằng Na'Vi có thủ đoạn không đây? Đổi vị trí cho nhau, cả hai đều back về City. Hai quả smoke được ném vào. Và giờ thì các thành viên của bên phía Festland họ cần phải chạm vào đây. Nhưng Ren vừa ăn một tình huống bắn off của Simple. Yếu máu ngay. Giờ thì Captain Zert chặn đầu được vị trí của Nico. Gần như đây là cơ hội cuối cùng rồi. Guardian đánh vào và Simple vả mồm được Guardian. Chỉ còn một mình vị trí của ai đây? Và GG 16-7 dành cho Na'Vi. 2-0. Không ai có thể đoán được trong trận thi đấu này đó là 2-0 dành cho Na'Vi chứ không phải là Fakeland nữa. Tỷ số trong map thi đấu thứ hai là 16-7. Cơ hội dành cho Fakeland là không còn và họ là team đầu tiên phải ra về. Rất đáng tiếc dành cho các thành viên của bên phía team Fakeland. Quá buồn. Anh em mình cũng nghĩ là Fakeland ăn được đúng không? Anh nghĩ là Fakeland ăn được nhưng nó lại là một chiến thắng 2-0 cho Na'Vi. Một trận đấu mà Zert bắn quá hay. Công nhận trận đấu này là một trận đấu mà Zert bắn quá tốt, timing rất tốt. Trong đó thì rõ ràng là Nico cần phải có một khóa đi huấn luyện thêm về vị trí captain. Những cái chiến thuật của Nico, những cái phương án mà Nico đưa ra cho team ngày hôm nay rất không hợp lý. Và đặc biệt là cái khả năng di chuyển đội hình của đội tuyển Fakeland ngày hôm nay đang là khá tù. Nhưng mà từ đầu đến cuối họ chơi bên phía City Side với chỉ một đội hình. Trong đó thì những cái phương án ở bên phía City Side của họ cũng không nhiều. Trong cái đó thì đây là một trận đấu mà Zert đánh lô quá chính xác. Hân lô luôn. Chính xác là như vậy rồi. Và có vẻ như Fakeland họ cần phải tập nhiều hơn nữa. Với nhất là mang cái Mirage này. Mang thi đấu họ đang bắn rất kém. Vâng, và giờ thì có lẽ là đến lúc mà chúng ta sẽ nhường lại sân khấu cho bộ đội Analyst Captain Hoàng và cả vâng, anh Kazima. Vâng, và xin chúc mừng các thành viên của bên phía team Na'Vi, team đầu tiên vượt qua vòng thi đấu ngày hôm nay. Và trận thi đấu tiếp theo sẽ là trận thi đấu giữa Liquid và NC.
Liquid NC. Vâng, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở bàn analyst trong ít phút nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều, 14.000 theo dõi trực tiếp trên kênh livestream của 500 Bros Studio. Rất mong các bạn hãy like, subscribe cho kênh YouTube của 500 Bros. Và hãy cũng đừng quên rằng là chúng tôi cũng có một chương trình, đó chính là Popstorm. Anh Bob có thể nhắc lại diễn không? Ra, bọn mình sẽ có một cái Popstorm diễn ra vào ngày chủ nhật sắp tới, lúc 21 giờ, và anh em nào rảnh thì hãy đến Viking Esports Arena số 10 Trần Phú Hà Đông để tham dự cùng với bọn mình. Xin cảm ơn.